Cô vì che giấu thân phận, làm bộ phục vụ đặc biệt, lại không nghĩ tới người đàn ông trong suối nước nóng lại là chú của vị hôn phu. Lần nữa gặp mặt, nàng nhu thuận gọi hắn tiểu thúc, nam nhân lại nở nụ cười, trong đôi mắt nhìn không ra hỉ nộ. Lại về sau, cùng vị hôn phu tiệc cưới, nàng bị tiểu thúc ngăn ở phòng hóa trang bên trong, tiểu thúc, hôn lễ liền muốn bắt đầu. Cô còn chưa dứt lời, đã bị người đàn ông bịt chặt môi bên tai là giọng nói không chút để ý của người đàn ông. Thời gian còn sớm, cứ để anh ấy chờ đi. Chương 1 Ta là người điểm phòng trọ phục vụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong suối nước nóng. Nam nhân tựa vào bên cạnh ao nhắm mắt dưỡng thần. Nước suối ấm áp không qua bụng dưới, sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, cơ bụng hình dạng hoàng mỹ như ẩn như hiện. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn vọt vào nhẹ nhàng rơi vào trong suối nước nóng đôi mắt nhắm chặt của nam nhân lập tức mở ra đáy mắt hiện lên hạng quan sắc bén hắn mạnh mẽ vương tay đem trong nước con cá giống như thiếu nữ xách ra ngươi là ai bị người đàn ông nắm chặt cổ tay khương thanh vãn như bị dọa sợ lông mi cô khẽ run giọng điệu vô tội nói tiên sinh tôi là phục vụ phòng anh gọi phục vụ phòng thẩm đình ngọc nhìn thiếu nữ trước mặt, thần sắc âm tình bất định. Khương Thanh vãn rụt trè gật đầu, không giấu vết đánh giá người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt trước mắt này vô cùng tuấn mỹ, phản phất là tác phẩm huyển kỹ của nữ hoa, từ mặt mày đến đôi môi hơi mang theo vẻ lạnh bạc, không chỗ nào không hoàn mỹ. Khương Thanh vãn tâm thần khẽ động, đối với nam nhân trước mắt có thêm vài phần hứng thú. Tiên sinh, ngài làm tôi đau. Cô ủy khuất cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng, vừa mềm mại. Đôi mắt thẩm đình ngọc nhìn nàng thật sâu, chậm rãi buông tay ra. Khương Thanh vãn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đôi mắt kia ngập nước, như là hàm chứa thanh tuyền, thanh thuận lại mị hoặc, tiên sinh, tôi tới cởi quần áo cho ngài. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt yết hầu của người đàn ông, chậm rãi trượt xuống. Đầu ngón tay trắng noãn như hành vừa chạm vào cơ bụng trắng chắc của nam nhân, còn không đợi tiếp tục đi xuống, cổ tay đã bị một bàn tay to nắm chặt. Tiên sinh Khương Thanh Vãn khẽ hô một tiếng, nghi hoặc lại bối rối nhìn về phía nam nhân. Ai bảo ngươi tới? Thẩm Đình Ngọc nheo mắt lại. Đôi mắt kia tối đen nồng đậm, giống như vực sâu không thấy đấy. Chị Vãn, đám người kia đã rời đi rồi. Trong tai nghe không dây, đột nhiên vang lên thanh âm mang theo chút lãnh ý của nam nhân. Khương Thanh Vãn ánh mắt lóe lóe, ngữ khí bối rối nói. Không phải ngài để cho ta tới sao? Quản lý nói, số một ghế lô trương đại ngưu tiên sinh điểm phòng phục vụ để cho ta hảo hảo hầu hạ hắn thẩm đình ngọc khẽ nhướng mày ta không phải trương đại ngưu nghe được lời của anh sắc mặt cô gái trắng bệch không xứng với tiên sinh hình như tôi vào nhầm phòng rồi khương thanh vãn muốn từ trong suối nước nóng đứng lên lại đánh giá thấp lực cản của nước dưới chân cô trượt một cái thân thể mềm mại ngã xuống người đàn ông càng nguy hiểm hơn chính là đầu gối của cô còn đè lên người đàn ông tiên sinh, không xứng. Đôi mắt Khương Thanh Vãn co rụt lại, bối rối muốn đứng dậy. Nhưng mà càng sốt ruột, càng dễ dàng phạm sai lầm. Đầu gối của cô không ngừng đè lên đùi người đàn ông, làm thế nào cũng không bò dậy nổi. Mi tâm thẩm đình ngọc hung hăng nhảy dựng, bóp chặt eo nàng, hơi dùng sức. Tiên sinh. Khương Thanh Vãn kinh hô một tiếng, cả người đột nhiên bay lên trời. Sẽ không phải nam nhân này muốn đâm lao phải theo lao, xuống tay với nàng chứ. Trong mắt Khương Thanh vãn hiện lên ám quan, còn chưa đợi nàng ra tay, thân thể đã hạ xuống. Nàng bị nam nhân đặt ở bên cạnh suối nước nóng, Thanh âm mang theo chút lạnh ý vang lên bên tai nàng. Nếu đã đi nhầm, vậy mau rời đi, đừng để Trương Đại Ngưu tiên sinh đợi lâu. Khương Thanh vãn Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông mơ hồ lộ ra vài phần ghét bỏ, giống như cô là thứ bẩn thiểu gì đó mà thôi cho tới bây giờ đều là cô ghét bỏ đàn ông, còn không có đàn ông nào dám ghét bỏ cô. Tốt lắm, anh bạn, anh đã thu hút sự chú ý của tôi. Khương Thanh Vãn không chịu thua cắn môi, đang muốn mở miệng, trong tai nghe truyền đến tiếng thúc giục của Dung Cảnh. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn anh thật sâu, xoay người rời khỏi phòng. Khương Thanh Vãn bước nhanh ra khỏi khách sạn. Gốc trẻ không thu hút sự chú ý của mọi người, một chiếc xe màu đen yên tĩnh dừng ở đó cô mở cửa xe lên xe trên ghế lái dung cảnh đặc biệt chân chó khen ngợi không hổ là chị vãn chính là lợi hại bỏ đám cháu trai kia ra cũng đơn giản như uống nước vậy khương thanh vãn liếc anh một cái giọng nói lười biếng bớt ba hoa đi tôi bảo anh chuẩn bị đồ đạc đâu chị vãn em chuẩn bị cho chị xong rồi đều ở đây cả dung cảnh vội vàng đưa túi ni đặt ở ghế lái phụ cho cô khương thanh vãn nhận lấy túi ni bên trong đặt một bộ quần áo vải thô vá lỗi, còn có một đôi giày vải buồn. Khương Thanh vãn ngước mắt nhìn Dung Cảnh một cái. Dung Cảnh lập tức hiểu ý, thả tắm trắng xuống. Khương Thanh vãn nhanh chóng thay xong bộ quần áo vừa bẩn vừa rách kia, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại. Xe rất nhanh dừng ở bên ngoài biệt thự Khương Gia. Khương Thanh vãn nhìn cửa lớn xa hoa khí phái trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia mỉa mai. Qua nhiều năm như vậy, thưởng thức nhà giàu mới nổi của cha cô không hề thay đổi. Cô giơ tay lên, ấn chuông cửa. Trương quản gia mở cửa, nhìn thấy Khương Thanh vãn ngoài cửa, khóe miệng tươi cười ngưng lại. Hắn cau mày, vẻ mặt chán ghét, đi đi. Nơi này cũng là nơi ngươi có thể tới. Mau cút đi. Khương Thanh vãn ánh mắt lóe lên, bày ra bộ dáng khuất nhục, thấp giọng nói. Trương quản gia, là tôi. Trương quản gia sửng sốt, cố gắng phân biệt nửa ngày rốt cục nhận ra thân phận thiếu nữ trước mắt con ngươi hắn lóe lên không mặn không nhạt nói thì ra là đại tiểu thư miệng hắn tuy rằng hô đại tiểu thư nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm cung kính ngược lại tràn đầy khinh bỉ trương quản gia là ai tới một đạo thanh âm kiêu căng từ trong cửa bay ra trương quản gia vội vàng cúi người vẽ mặt lấy lòng hồi đáp tiểu thư là đại tiểu thư đã trở lại. Khương Doanh Tuyết ngẩng cao đầu, vênh váo tự đắc đi tới, khi nhìn thấy Khương Thanh vãn mặc một thân quần áo vải thô vá đầy, trên mặt là trào phúng không chút che giấu. Nàng âm dương quái khí nói. Ta còn tưởng rằng là nơi nào tới ăn mày đâu, nguyên lai là tỷ tỷ A, à, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Khương Thanh vãn cúi đầu, bộ dáng nhỏ yếu đáng thương, trong đôi mắt hơi rũ xuống lại hiện lên vẻ không thú vị quả thật nhiều năm như vậy đi qua nàng cái này muội muội một chút tiến bộ đều không có như vậy cấp thấp trào phúng căn bản không có nửa điểm lực sát thương nàng đều lười phản ứng trình tố quyên ung dung ngồi ở trên sofa chờ khương doanh tuyết trào phúng đủ rồi nàng mới răng dậy không nhẹ không nặng doanh tuyết đừng nói như vậy nàng là tỷ tỷ của ngươi khương doanh tuyết hừ lạnh một tiếng ghét bỏ nói ta cũng không có loại tỷ tỷ không lên được mặt bàn này sắc mặt Khương Thanh Vãn trong nháy mắt trắng bệch, thân thể cô lung lay sắp đổ. Trình Tố Quyên đánh giá Khương Thanh Vãn chật vật không chịu nổi trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia sung sướng. Năm đó, cô cố ý đem Khương Thanh Vãn chạy tới nông thôn. Ở nông thôn đợi 10 năm, coi như đã từng nuông chiều từ bé Khương gia đại tiểu thư, hôm nay cũng biến thành một cái thô tục không chịu nổi thôn cô. Tiện nhân sinh tiện chủng, nên ti tiện như vậy, tốt nhất cả đời sống trong bụi bầm nếu không phải hôn ước kia, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Khương Thanh Vãn trở về. Thần sắc trình tố quyên âm u vài phần, rất nhanh khôi phục như thường. Nàng cao ngạo hất cầm, vẻ mặt dối trá nói với Khương Thanh Vãn. Người thẩm gia lát nữa sẽ tới, ngươi mau đi ăn mặc, đừng làm mất mặt Khương gia. Chương 2 Để nàng tại thẩm gia trước mặt xấu mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khương Thanh Vãn mím môi, thấp thỏm bất an đi theo trương quản gia lên lầu. Khương Doanh Tuyết nhìn bóng lưng Khương Thanh Vãn, âm thầm cắn răng, thật không biết tiện nha đầu này lấy đâu ra vận khí tốt như vậy, có thể gả đến thẩm gia. Giọng nói của cô chua xót, đáy mắt ghen tị không chút che giấu. Năm đó mẫu thân Khương Thanh Vãn ngoài ý muốn cứu lão phu nhân thẩm gia, mới có hôn ước giữa Khương gia và thẩm gia. Nếu không phải thẩm gia nhất định phải là Khương Thanh Vãn, làm sao có thể đến phiên nàng gả vào thẩm gia? Trình Tố Quyên cười lạnh nói. Anh thật sự cho rằng cô ấy gả đến thẩm gia có cuộc sống tốt sao? Vì đại thiếu gia thẩm gia kia đã sớm có người trong lòng, chờ Khương Thanh tối đến thẩm gia, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Khương Doanh Tuyết nghe vậy, bất mãn trong lòng thoáng tản đi. Nàng trồng mắt đảo quanh, đột nhiên nói ra. Mẹ, Khương Thanh vãn này hai năm một mực đợi ở nông thôn, sợ là không biết như thế nào ăn mặc a à. Trình tố quyên sao lại không hiểu ý của cô? Nàng khoát tay áo, không mặn không nhạt nhắc nhở. Đi đi, đừng làm quá đáng, dù sao người thẩm gia còn muốn tới. Trương quản gia đưa Khương Thanh Vãn tới một gian phòng người hầu. Căn phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường đơn, cùng với một bộ bàn ghế rách nát. Trương quản gia nhếch khóe miệng, đáy mắt là không chút che giấu khinh miệt, đại tiểu thư, thật ngại quá, trong nhà đã không còn dư phòng khách liền ủy khuất ngươi ở tại phòng người giúp việc bất quá ta nghĩ đại tiểu thư hẳn là sẽ không để ý đi dù sao cái này so với ngươi ở nông thôn ở nhà tranh tốt hơn nhiều trên mặt khương thanh vãn mang theo ủy khuất rõ ràng môi cô giật giật nhưng một câu cũng không nói chỉ cúi đầu trương quản gia thấy thế vẻ mặt lại càng khinh thường anh lười phản ứng lại khương thanh vãn quay đầu rời đi đóng cửa phòng khương thanh vãn thay đổi bộ dáng sợ hãi rụt rè lúc trước thần sắc xa cách đạm mạc di động rung lên một tiếng là tin nhắn dung cảnh gửi tới chị vãn tư liệu của thẩm vật thần đã được gửi đến hòm thư của chị khương thanh vãn kéo ghế ngồi xuống sau đó mở điện thoại di động nhanh chóng xem qua tư liệu về vị hôn phu thẩm vật thần của cô tính vật mẫu thân lưu lại ở thẩm gia nàng nhất định phải mau chóng lấy về cô cong ngón tay Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đáy mắt hiện lên một tia trầm tư. Phanh phanh. Tiếng đẩy cửa lớn làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Khương Doanh Tuyết tư thái cao ngạo đi tới, tiện tay ném một bộ quần áo cho Khương Thanh Vãn, dùng một loại ngữ khí bố thí nói. "Này, đây là quần áo cho ngươi." Khương Thanh Vãn cầm lấy quần áo lật xem. Chất liệu quần áo không tệ, chỉ tiết kích thước nhỏ, hơn nữa chỗ nút áo cũng được xử lý đặc biệt. Nếu nàng thật sự mặc bộ quần áo này vào, khẳng định sẽ căng cứng, chỉ cần biên độ động tác hơi lớn một chút, cúc áo tất nhiên sẽ bay ra ngoài, quần áo rạn nứt. Khương Doanh Tuyết cố ý chuẩn bị bộ quần áo này, là muốn nàng xấu mặt trước mặt thẩm gia sao? Nói thật, chút thủ đoạn nhỏ này của Khương Doanh Tuyết, thật đúng là đủ cấp thấp. Thấy Khương Thanh Vãn đứng bất động, Khương Doanh Tuyết nhíu mày, bất mãn thúc giục. Ngươi thất thần làm gì? Còn không mau mặc vào? khương thanh vãn thu hồi ánh sáng trong đáy mắt nàng giống như là bị dọa bình thường thần sắc bối rối nói nhưng là bộ quần áo này quá nhỏ ta mặc không vào khương doanh tuyết cười lạnh nói nhỏ chỗ nào ta thấy bộ quần áo này ngươi mặc rất thích hợp cũng đúng ngươi ở nông thôn nhiều năm như vậy thấy cũng chưa từng thấy qua loại quần áo tốt này chỉ sợ cũng sẽ không mặc để ta giúp ngươi mặc cô nói xong đi nhanh về phía Khương Thanh Vãn. Khương Doanh Tuyết bổ tay muốn đoạt quần áo từ trong tay Khương Thanh Vãn. Nhưng mà, cô kéo một cái, không kéo được. Khương Doanh Tuyết sửng sốt, lại kéo một lần nữa. Bộ quần áo kia giống như bị hàng trong tay Khương Thanh Vãn, cô làm thế nào cũng không kéo ra được. Khương Doanh Tuyết dùng sức túng quần áo, tức giận nói. Khương Thanh Vãn, ngươi nắm chặt như vậy làm gì? Buông tay cho ta a à, à, được. Khương Thanh vãn như là vừa mới lấy lại tinh thần, vội vàng buông tay ra. Khương Doanh Tuyết bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể không khống chế ngã xuống đất. À, Khương Doanh Tuyết trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ, đau nhức từ xương cục lan tràn lên, đau đến sắc mặt nạn vặn vẹo một trận. Khương Thanh vãn đứng tại chỗ nhìn cô, vẻ mặt luống cuốn, em gái, em. Không sao chứ? Trình Tố Quyên nghe được tiếng kêu đau đớn của Khương Doanh Tuyết vội vàng chạy tới đau lòng nâng khương doanh tuyết dậy khương doanh tuyết đau đến mặt đều xanh nàng ông cái mông cao giọng kêu lên mẹ là cái này tiện nữ nhân đẩy ta ngươi mau giúp ta thu thập nàng khương thanh vãn xoắn ngón tay thần sắc khẩn trương mà sợ hãi ta không có là chính nàng ngã sắp xuống ngươi trình tố quyên đang muốn hảo hảo giáo huấn khương thanh vãn bên tai truyền đến thanh âm bất mãn của người đàn ông đang ầm ĩ cái gì vậy? Nghe được giọng nói của người đàn ông, Trình Tố Quyên hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén tức giận trong lòng, nở nụ cười, "Kiến An, anh đến rồi à?" Khương Kiến An gật gật đầu, hắn ánh mắt chuyển hướng Khương Thanh Vãn, trên mặt hiện lên một đạo chán ghét, người như thế nào còn không thay quần áo. Trình Tố Quyên oán trách, vừa rồi Doanh Tuyết tốt bụng cầm quần áo cho Thanh Vãn, cô ấy chẳng những không cảm kích, còn đẩy Doanh Tuyết. Khương Thanh Vãn ủy khuất nói: mùi mùi cầm một bộ quần áo nhỏ cho ta nhất định muốn ta mặc ta không chịu mặc nàng tức giận đoạt quần áo mới có thể ngã sắp xuống khương kiến an nhặt quần áo lên nhìn thoáng qua quả thật nhỏ hắn đương nhiên biết khương doanh tuyết những cái kia tiểu tâm tư bất quá hiện tại không phải sao đo cái này thời điểm hắn nói với khương doanh tuyết người thẩm gia sắp tới rồi dáng người ngươi không kém nàng nhiều lắm ngươi đi lấy một bộ quần áo cho nàng ta không muốn Loại tiện nhân này, làm sao xứng mặc quần áo của ta." Khương Doanh Tuyết vẻ mặt kháng cự. Khương Thanh Vãn mím môi, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, đừng làm khó muội muội, con sẽ mặc quần áo của con đi." Khương Kiến An nhìn quần áo vải bố vá đầy trên người Khương Thanh Vãn, nhất thời nhíu mày. "Cái này giống như lời gì? Nếu để cho người thẩm gia nhìn thấy, còn tưởng rằng Khương gia bọn họ sắp phá sản." Hắn không nói lời nào, lúc này nói với Khương Doanh Tuyết. Mau đi lấy lại đây. Khương Doanh Tuyết hung hăng trừng Khương Thanh Vãn một cái, cuối cùng bất tình không muốn cầm một bộ quần áo cũ tới. Đó là một cái váy trắng, bị giặt ố vàng, cổ tay áo thậm chí mài ra mép lông. Cũng khó cho Khương Doanh Tuyết có thể lấy ra một bộ quần áo cũ như vậy. Nàng cũng không muốn mặc quần áo cũ của Khương Doanh Tuyết, nàng ghét bỏ. Khương Thanh Vãn mím môi, bất an nói. Phụ thân con nghe nói trầm gia loại này nhà cao cửa rộng từ trước đến nay khinh thường chúng ta loại này nhà nhỏ nhà nhỏ người nếu con ăn mặc quá kém bọn họ có thể hay không khinh thường khương gia a à? sắc mặt khương kiến an hơi đổi hắn vô cùng tốt mặt mũi sợ nhất người khác sẽ khinh thường hắn lông mi khương thanh vãn khẽ rung lên giọng nói nhẹ nhàng bất quá thẩm gia hẳn là cũng sẽ không để ý ta mặc cái gì dù sao bọn họ cũng biết ta từ nhỏ chính là ở nông thôn lớn lên không có giáo dưỡng gì. Chương 3 Hà Tràng có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khương Kiến An nghe được chân mày nhảy dựng, không chút do dự nói. Doanh Tuyết, ngươi hai ngày trước không phải mới vừa mua một bộ quần áo sao? Khương Doanh Tuyết nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, hét lớn. Bộ quần áo kia ta còn chưa mặc đâu. Đây chính là định chế tư nhân của nhà Vê Đúc, cô xếp hàng gần nửa năm mới mua được. Khương Kiến An khoát tay áo, không kiên nhẫn nói. Không phải là một bộ quần áo sao? Điều đó có thể giống nhau không? Bộ của cô ấy là đặt làm riêng của Vê Đúc, Vê Đúc. Khương Doanh Tuyết hung hăng bóp đùi, mới nhìn xuống không tức giận mắng ra tiếng. Mà đúng lúc này, trương quản gia vội vã đi tới, hoảng loạn hô. Lão gia, người thẩm gia tới. Khương Kiến An biến sắc, thúc giục Khương Doanh Tuyết. Còn không nhanh lên. Khương Doanh Tuyết căn bản không có cách nào, chỉ có thể không tình không nguyện đem quần áo nàng đặt làm đưa cho Khương Thanh Vãn. Tiện nghi cho tiện nhân ngươi. Nàng oán hận cắn răng, đầu đến trái tim đều đang rỉ máu. Thì ra là do nhà vê đúc đặt làm, khó trách Khương Doanh Tuyết luyến tiếc như vậy. Khương Thanh Vãn nhìn quần áo trong tay, nhướng mày, trên mặt lại là biểu tình khiếp đảm bất an, cảm ơn em gái, anh sẽ quý trọng. Khương Doanh Tuyết xanh mặt, xoay người rời đi cô sợ cô ở lại, sẽ không nhịn được sông lên xé nát mặt Khương Thanh Vãn. Nàng chịu đựng trước, chờ Khương Thanh Vãn vào thẩm gia, nàng ngược lại muốn nhìn xem nàng bị tra tấn như thế nào sống không bằng chết. Khương Thanh Vãn thay quần áo xong, liền bị Khương Kiến An dẫn xuống lầu. Trong phòng khách Khương gia, người đàn ông ngồi xe lăn đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngón tay thon dài như ngọc của hắn thờ ơ nghịch Phật Châu, thần sắc lười biếng. Cho dù hai chân hắn không tiện ngồi trên xe lăn, so với người chung quanh thấp hơn một mảng lớn nhưng khí thế quanh thân kia lại không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ hắn nửa phần khương kiến an trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí gọi thẩm gia ngài làm sao lại tới đây hắn vốn tưởng rằng thẩm gia sẽ tùy tiện phái người tới đón khương thanh vãn lại không nghĩ tới vị này lại tự mình tới ngón tay thẩm đình ngọc nghịch phật châu dừng lại đôi mắt nhắm chặt kia của hắn chậm rãi mở ra đôi mắt đen nhánh như đậm lạnh sâu không thấy đấy, dù sao cũng là hôn sự của giật thần, đại ca đại tẩu bọn họ không rảnh, ta làm tiểu thúc, tự nhiên là phải chú ý nhiều một chút. Thẩm gia nói đúng. Khương Kiến An liên tục gật đầu. Hắn lôi kéo Khương Thanh Vãn tới, vẻ mặt lấy lòng nói. Thẩm gia, đây là con gái vợ trước tôi để lại, Khương Thanh Vãn. Ánh mắt nhàn nhạt của người đàn ông rơi vào trên người Khương Thanh Vãn tầm mắt chạm đến khuôn mặt tuấn mỹ như đúc của người đàn ông kia trái tim khương thanh vãn rung lên nhanh chóng cúi đầu giấu đi ánh sáng phức tạp trong đáy mắt người đàn ông này là người đàn ông ở suối nước nóng chiều nay nàng có thể cảm giác được ánh mắt nam nhân vẫn dừng lại ở trên người hắn cực kỳ áp bách lực thấy khương thanh vãn vẫn cúi đầu không nói lời nào đáy mắt khương kiến an hiện lên một đạo bất mãn thúc giục nói thanh vãn còn thất thần làm gì mau gọi người. Cô mấy giờ trước còn ở trong suối nước nóng đùa dẫn người, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Vẫn là chú của vị hôn phu kia. Khương Thanh Vãn không dám ngẩng đầu, giọng nói nhỏ như mũi, thẩm gia. Thẩm Đình Ngọc chậm rãi nói. Người nếu là vị hôn thê của giật thần, liền theo hắn gọi ta là tiểu thúc đi. Khương Thanh Vãn mím môi, nhẹ nhàng hô. Chú. Thẩm Đình Ngọc đánh giá thiếu nữ trước mặt, nheo mắt lại khuôn mặt này của ngươi thoạt nhìn có chút quen mắt khương kiến an nghe vậy có chút sốt ruột giải thích thẩm gia đây hẳn là hiểu lầm đi ta nữ nhi này từ nhỏ thân thể không tốt một mực ở nông thôn tỉnh dưỡng gần đây vừa mới trở về khương thanh vãn nắm chặt bàn tay vẻ mặt vô tội mờ mịt chủ đã từng gặp qua người rất giống cháu chưa thẩm đình ngọc cười không rõ ý tứ từ chối cho ý kiến vậy sao đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thẩm vệ vẫn đứng sau thẩm đình ngọc thấp giọng nói. Dạ, thời gian không còn nhiều lắm. Thẩm đình ngọc khẽ gật đầu, sau đó nói với Khương Kiến An. Người ta mang đi trước. Thẩm gia ngài đi thông thả. Khương Kiến An cúi đầu không lưng tiễn thẩm đình ngọc. Xe thẩm gia dừng ngay bên ngoài Khương gia. Thẩm vệ mở cửa xe, đẩy thẩm đình ngọc lên xe. Khương Thanh Vãn vừa định đuổi theo, lại bị thẩm vệ ngăn lại. Khương Tiểu Thư, cô ngồi xe phía sau. Được, được. Khương Thanh Vãn rụt rè gật đầu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn, nàng cũng không muốn cùng Thẩm Đình Ngọc ngồi chung một chiếc xe. Ngón tay thon dài như ngọc của Thẩm Đình Ngọc ở trên tay vịn xe lăn nhẹ nhàng gõ vài cái, lên tiếng gọi Thẩm Vệ lại. Dạ. Thẩm Vệ cúi người, chờ Thẩm Đình Ngọc phân phó. Thẩm Đình Ngọc chậm rãi nheo mắt lại, giọng nói trầm xuống không nghe ra hỉ nộ anh đến khách sạn suối nước nóng chiều nay cần một danh sách nhân viên phục vụ đặc biệt thẩm vệ sửng sốt mặc dù không rõ ý của chủ tử nhưng vẫn cung kính gật đầu nói vâng gia. thẩm đình ngọc nhắm mắt lại nhắm mắt nghỉ ngơi xe rất nhanh chạy đến thẩm gia thẩm đình ngọc xuống xe thuận miệng hỏi giật thần đâu trần quản gia hạ giọng giải thích tam gia tần tiểu thư sau khi biết dật thần thiếu gia có hôn ước đã tức giận dật thần thiếu gia đi an ủi cô ấy nghe trần quản gia nói vẻ mặt tuấn mỹ của thẩm đình ngọc nhàn nhạt không nhìn ra hỷ nộ anh chỉ khương thanh vãn nói đây là vị hôn thê của dật thần em sắp xếp một chút tầm mắt trần quản gia đảo qua người khương thanh vãn ánh mắt của hắn rất bình tĩnh không bao hàm bất kỳ ý tứ hàm xúc phản phất trước mắt Khương Thanh Vãn chỉ là một cái không quan trọng người xa lạ. Trần quản gia hờ hững nói. Khương Tiểu Thư mời ngồi ở chỗ này chờ một lát, giật thần thiếu gia hẳn là sẽ trở lại rất nhanh. Khương Thanh Vãn khẽ mím môi, có chút câu nệ ngồi xuống. Mẹ Trương nhìn thân ảnh mảnh khảnh nhu nhược ngồi trên sofa, thở dài một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương hại đối với bà. Dù sao cả thẩm gia đều biết, tình cảm giật thần thiếu gia đối với tần tiểu thư, đây chính là nâng ở trong tay sợ vỡ, ngầm ở trong miệng sợ tan, luyến tiếc tần tiểu thư bị một chút ủy khuất. Mà hiện tại, bởi vì vị hôn thê đột nhiên xuất hiện này, tần tiểu thư chính là sinh một thông khí thật lớn, kết cục của vị Khương tiểu thư này có thể tưởng tượng được. Khương Thanh vãn nhìn như cúi đầu, thấp thỏm lo âu chờ thẩm dật thần trở về, kỳ thực trong tai nghe không dây bị mái tóc dài che khuất, dung cảnh không ngừng báo cáo tình báo mới nhất của thẩm gia. Cuối cùng, hắn tắm tắt cảm khái nói. Chị Vãn, thẩm giật thần kia mặc dù là một hoa hoa công tử, nhưng đối với tần vũ vi coi như là tình yêu đích thực. Khương Thanh Vãn khịt mũi coi thường lời nói của anh. Nếu thật sự là tình yêu đích thực, thẩm giật thần còn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Mẹ Trương thấy Khương Thanh Vãn vẫn cúi đầu ngồi ở trên sofa, trong lòng cảm thấy cô đáng thương, đang muốn đi rót cho cô ly nước, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm phiền não của người đàn ông mẹ trương sợi dây chuyền con mua mấy ngày trước để ở đâu mẹ tìm ra cho con con cầm đưa cho vũ vi nghe được thanh âm này ánh mắt khương thanh vãng lóe lên vị hôn phu thẩm vật thần của nàng cuối cùng đã trở lại chương 4 không ai có thể cự tuyệt hắn mị lực bạn đang nghe tại truyện chấm audio bà trương đáp một tiếng vội vàng hồi đáp là cái lần trước ngài mua ở hội đấu giá sao tôi giúp ngài nhận được trong phòng sưu tầm. Đúng, chính là cái kia, ngươi mau đưa cho ta. Thẩm giật thần tùy ý gật đầu, khóe mắt lại vô tình quét qua Khương Thanh Vãn ngồi trên sofa. Anh hơi ngẩn ra, ánh mắt sáng lên, bà Trương, đây là ai? Dì Trương nhỏ giọng nói. Giật thần thiếu gia, đây là vị hôn thê của cậu. Giật thần thiếu gia chào. Khương Thanh vãn ngước mắt nhìn thẩm giật thần một cái, như là sợ hãi lại rất nhanh cúi đầu. Giống như một con thỏ nhỏ bị dọa, đôi mắt kia trơn bóng, đuôi mắt còn phím hồng ứng nhàn nhạt. Lông mi đen nhánh nồng đậm nhẹ nhàng run rẩy, như là một con bướm màu đen bay vào trong lòng, kích thích một trận ngứa ngáy. Thẩm giật thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Khương Thanh Vãn, yết hầu giật giật, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh diễm. Hắn lúc trước nghe nói, đối tượng kết hôn của hắn là từ nông thôn tới bánh bao đất về sau, trong lòng cũng đã làm tốt sẽ nhìn thấy một cái xấu xí quái gì chuẩn bị, lại không nghĩ tới cái này bánh bao đất dĩ nhiên lớn lên đẹp mắt như vậy. Thẩm vật thần đột nhiên nổi lên vài phần hứng thú. Ngoài trừ có được cổ phần của người mẹ nhà quê này, có lẽ anh còn có thể yêu thương cô một chút. Đương nhiên, trong lòng hắn yêu nhất nữ nhân, vĩnh viễn đều là hắn vũ vi. Khóe môi thẩm vật thần gợi lên một nụ cười dịu dàng, dùng giọng nói tràn ngập từ tính nói thì ra cô chính là vị hôn thê của tôi xin chào tôi là thẩm dật thần cũng là chồng tương lai của cô nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm hắn cố ý đè thấp thanh âm để hai chữ kia lộ ra triền miên lưu luyến khương thanh vãn dầu mở quá cô có chút khó chịu về sinh lý khương thanh vãn cố nén xúc động muốn nôn làm bộ xấu hổ cúi đầu thẩm dật thần cúi đầu nở nụ cười trong mắt hiện lên vẻ đắc ý hắn liền biết, không ai có thể cự tuyệt mị lực của hắn. Rốt cuộc là một tên nhà quê, chưa từng thấy qua việc đời gì. Hắn chẳng qua thoáng triển lộ một chút mị lực, liền thẹn thùng thành như vậy. Nếu là hắn lại dùng chút sức, vậy nàng còn không phải mềm nhũng ngã vào trong lòng hắn. Ánh mắt thẩm giật thần vẫn nhìn chầm chầm Khương Thanh Vãn, tự tin mở miệng nói. Cậu! Mà đúng lúc này, Trần Quảng Gia đi tới, cùng kính nói giật thần thiếu gia, tam gia ở trong thư phòng chờ ngươi. Tôi biết rồi. Đấy mắt thẩm giật thần hiện lên vẻ bực bội và bất mãn. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa dùng ngữ khí ôn nhu nói với Khương Thanh Vãn. Em chờ anh một chút, anh sẽ trở lại rất nhanh. Được. Khương Thanh Vãn nhẹ nhàng gật đầu, bộ dáng nhu thuận nghe lời. Đợi đến khi thẩm giật thần rời đi, cô như trút được gánh nặng thở ra một hơi. Dung cảnh ở đầu kia của tai nghe không dây tự nhiên cũng nghe được động tĩnh ở đây, phát ra tiếng cười nhạo không chút khách khí, anh là Chồng tương lai của em Câm miệng Khương Thanh vãn lạnh mặt, từ kẻ răng nặng ra một tiếng thở Mẹ Trương ở một bên nghe được thanh âm, có chút kinh ngạc hỏi Khương Tiểu Thư, cô vừa mới nói cái gì? Khương Thanh vãn nhanh chóng điều chỉnh lại ngữ khí, nhẹ nhàng mở miệng nói Tôi muốn uống nước trương mụ vỗ đầu vội vàng nói là ta sơ sẩy khương tiểu thư ngươi hơi chút chờ một chút ta đây liền đi rót nước cho ngươi nước trà trên bàn đã sớm lạnh mẹ trương cố ý đi vào phòng bếp rót một ly trà nóng đưa cho giang thanh mạc cám ơn khương thanh vãn nhỏ giọng nói cám ơn trong thư phòng thẩm vệ đem tư liệu thủ hạ vừa điều tra xong đặt trước mặt thẩm đình ngọc gia đây là tư liệu của tất cả nhân viên phục vụ đặc biệt của khách sạn suối nước nóng. Ngón tay Thẩm Đình Ngọc thờ ơ gõ màn hình phẳng, nhẹ nhàng nở nụ cười, thật thú vị. Nhân viên phục vụ đặc thù của khách sạn ước chừng có 17 người, nhưng không ai lớn lên giống Khương Thanh Vãn. Đúng lúc này, cửa mở ra, Thẩm giật thần bước vào thư phòng. Cậu nhìn về phía người đàn ông ngồi trước bàn, hỏi. Chú, chú tìm cháu có chuyện gì? Thẩm Đình Ngọc đẩy máy tính bảng ra, chậm rãi mở miệng nói. Đã gặp vị hôn thê của anh chưa? Thẩm giật thần không hiểu ý của hắn, cẩn thận trả lời. Đã gặp rồi. Ánh mắt thẩm đình ngọc thản nhiên rơi vào trên người thẩm giật thần. Đôi mắt anh trầm xuống, trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý cảnh cáo, giật thần, nếu em đã đồng ý hôn ước này, những quan hệ lộn xộn bên ngoài. Anh hy vọng em mau chóng xử lý tốt. Bất quá chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, thật đúng là xuất ra phong phạm trưởng bối. Thẩm giật thần vô cùng bất mãn với thẩm đình ngọc, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào, chú, cháu sẽ xử lý tốt. Trong phòng khách, Khương Thanh vãn cúi đầu, uống từng ngụm nước trà. Mẹ Trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Khương Thanh vãn sinh lòng thương hại, Khương Tiểu Thư, cô phải cẩn thận. Nàng có lòng muốn dặn dò Giang Thanh Mạc vài câu, nhưng mà lời còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xe lăn lăn lộn. Thẩm vệ đẩy xe lăn, từ trong thư phòng đi ra. Nam nhân ngồi trên xe lăn, thờ ơ gãy Phật Châu trong tay, trên mặt tuấn Mỹ thần sắc nhàn nhạt, làm như cái gì cũng không bỏ vào trong mắt. Mà phía sau hắn, thẩm giật thần nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút cứng nhắc. Bà Trương hoảng sợ, yên lặng ngậm miệng lại. Thẩm Đình Ngọc nâng đôi mắt lên nhìn về phía Khương Thanh Vãn, không nhanh không chậm nói. Ta lúc trước cùng cha mẹ ngươi trò chuyện qua, ý của bọn họ là, hôn sự này do thẩm gia toàn quyền quyết định, bọn họ sẽ không nhúng tay, ngươi thấy thế nào? Tôi. Đương nhiên là nghe lời ngài." Khương Thanh vãn cúi đầu, trong giọng nói lộ ra ủy khuất nhàn nhạt. Không ai nhìn thấy, đáy mắt cô chợt lóe lên hàng ý. "À, cái gì gọi là không nhúng tay?" Nghe hay đấy. Đem nàng bán cho thẩm gia, còn làm một lý do đường hoàng như vậy thật sự là dối trá thẩm đình ngọc nhìn thiếu nữ ra vẻ ủy khuất trước mặt đột nhiên nở nụ cười ngươi đã không có dị nghị gì vậy định hôn kỳ đi khương thanh vãn khẽ cắn môi khẩn trương bất an hỏi có thể chậm một chút không tôi còn chưa chuẩn bị xong thẩm đình ngọc gật gật đầu dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói vậy định ở ba tháng sau thẩm giật thần nhướng mày vừa muốn mở miệng phản đối nhưng không biết nghĩ tới cái gì lại ngậm miệng lại. Quên đi, mùng một chút cũng tốt. Vừa vặn anh cũng có thể dành thêm chút thời gian dỗ dành Vũ Vi, miễn cho cô lập tức không tiếp nhận được. Hôn lễ đã định, Khương Thanh vãn cúi đầu, hai má hơi ửng đỏ. Ngón tay cô bất an nắm làng váy, khẩn trương mở miệng nói. Đã khuya rồi, em nên về nhà. Thẩm giật thần vừa định chủ động mở miệng đưa Khương Thanh Vãn về thì đột nhiên một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Nhìn thấy dãy số quen thuộc trên màn hình, sắc mặt hắn hơi đổi, theo bản năng cắt đứt điện thoại. Thẩm Đình Ngọc nhìn hắn thật sâu, quay sang nói với Khương Thanh Vãn. "Đi thôi, ta đưa ngươi về." Chương 5. Lão khuôn mặt nam nhân gia chính là mỏng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cảm ơn chú. Khương Thanh Vãn cúi đầu, đi theo Thẩm Đình Ngọc ra khỏi thẩm gia. Đợi đến sau khi Thẩm Đình Ngọc rời đi, thẩm dật thần nhanh chóng nhận điện thoại thuần thục dỗ dành vũ vi tôi đây không phải là về nhà lấy dây chuyền cho cô sao hắn vừa nói vừa trừng mắt nhìn mẹ trương dùng ánh mắt thúc giục bà trương không dám trì hoãn chút nào vội vàng cầm lấy sợi dây chuyền kia thẩm dật thần đoạt lấy sợi dây chuyền vội vàng rời khỏi thẩm gia thẩm vệ mở cửa xe cung kính nói khương tiểu thư mời lên xe khương thanh vãn vốn tưởng rằng thẩm đình ngọc sẽ tùy tiện sắp xếp một chiếc xe đưa nàng về lại không nghĩ tới hắn sẽ đích thân đưa nàng về cô giấu đi cảm xúc trong đáy mắt chậm rãi lên xe thẩm đình ngọc ngồi trong xe thờ ơ nghịch phật châu trong tay đôi mắt u ám thâm thúy khương thanh vãn thấp thỏm bất an ngồi bên cạnh anh thẩm đình ngọc ngước mắt nhìn cô đột nhiên mở miệng nói vừa rồi nhân viên khách sạn gửi cho tôi một băng ghi hình khương thanh vãn vẻ mặt mờ mịt hỏi tiểu thúc ta không hiểu ý của ngươi cái gì camera giám sát trong khách sạn theo dõi nàng đã để cho dung cảnh thanh lý sạch sẽ nàng không tin thẩm đình ngọc có thể phát hiện cái gì hắn nhất định là đang cố ý gạt nàng thẩm đình ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười chậm rãi nói ta thật không ngờ cháu dâu tương lai của ta lại đa tài đa nghệ như vậy hắn cố ý cắn nặng bốn chữ cuối cùng từ tiếu phi tiếu mở miệng nói như thế nào? sắc mặt Khương Thanh Vãn dần trắng bệt. Thẩm Đình Ngọc Ung Dung nhìn thiếu nữ trước mặt, chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng. Khương Thanh Vãn cắn môi, khóe mắt trưng trừng. Tiểu thúc, ta mặc dù là từ nông thôn tới, thân phận thấp kém, so ra kém các ngươi người thành phố. nhưng là ta cũng là hảo gia cô nương, ngươi làm sao có thể vô duyên nói xấu thanh danh của ta đây? cho dù Thẩm Đình Ngọc phát hiện thì thế nào? anh lại không có chứng cớ căn bản không thể làm gì cô ta dù nói thế nào cũng là cháu dâu của ngươi ngươi lại nói ta khương thanh vãn cắn chặt môi dường như có chút khó mở miệng nước mắt nàng không khống chế được rơi xuống rất nhanh thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng đôi mắt thẩm đình ngọc hơi nheo lại tuy rằng thiếu nữ trước mắt ẩn giấu vô cùng tốt nhưng hắn cũng không bỏ qua đắc ý cùng kiêu ngạo chợt lóe lên trong đáy mắt nàng quả nhiên là một tiểu hồ ly Khương Thanh Vãn trên mặt còn mang theo ủy khuất rõ ràng, ngữ khí cũng rất kiên định nói. Chú, chuyện hôm nay cháu sẽ không để ở trong lòng, chỉ là... Xin chú sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Tiểu Hồ Ly còn rất biết diễn kịch. Thẩm Đình Ngọc giận quá hóa cười, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi không so đo với ta nữa không? Khương Thanh Vãn nâng đôi mắt lên nhìn hắn một cái, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, tiểu thúc, ngài là trưởng bối, ta cũng không thể nhường ngài nha ngón tay thẩm đình ngọc gãy Phật Châu siết chặt, suýt nữa bóp nát Phật Châu trong tay. Khương Thanh Vãn đương nhiên biết thẩm đình ngọc hiện tại nhất định rất tức giận, nhưng vậy thì sao? Nàng căn bản không thèm để ý có đắc tội thẩm đình ngọc hay không, dù sao mục đích của nàng là thẩm vật thần. Chờ từ chỗ thẩm vật thần lấy được tính vật của mẫu thân, nàng liền trực tiếp chạy trốn. Đến lúc đó cho dù thẩm gia có trách tội, chỉ sợ chỉ có thể trách Khương gia thôi. Thẩm Đình Ngọc nhìn vẻ mặt công công của thiếu nữ trước mặt, đôi mắt dần tối lại. Ngươi! Hắn vừa định mở miệng, thẩm vệ lái xe phía trước đột nhiên phanh lại, xe chấn động mạnh. Khương Thanh vãn kinh hô một tiếng, thân thể không thể khống chế lăn vào trong ngực thẩm Đình Ngọc, toàn bộ nửa người trên toàn bộ đặt ở trên đùi nam nhân. Tiểu thúc, không xứng đáng. Tay cô chống đùi người đàn ông, muốn đứng dậy. Hai chân này xúc cảm, mềm mại nhưng lại cứng cỏi không giống như là hai chân tàn phế lâu ngồi xe lăn người có thể có. Ý niệm trong đầu Khương Thanh vãn chợt lóe, tay bất giác nhéo đùi người đàn ông một cái. À, xúc cảm không tệ. Cô không nhìn được, lại lặng lẽ bóp một cái. Nam nhân phản phất như không phát giác, thanh âm nặng nề hỏi thẩm vệ. Chuyện gì xảy ra? Thẩm vệ cúi đầu nói. Dạ, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, phải đổi đường thẩm đình ngọc từ một tiếng ánh mắt nhàn nhạt rơi vào khương thanh vãn trên người môi mỏng gợi lên một cái lạnh như băng độ công tùy ý bóp chân trưởng bối người chính là như vậy đối đại trưởng bối khương thanh vãn đúng lý hợp tình chú không phải hai chân chú tàn tật sao làm sao biết cháu đang véo chú những lời này của cô cực kỳ không khách khí ngay cả thẩm vệ lái xe phía trước động tác dừng lại thần sắc khẽ biến từ sau vụ tai nạn xe cộ bốn năm trước đây là lần đầu tiên có người dám nói ra những lời như vậy trước mặt ông nội thẩm đình ngọc cũng không vì khương thanh vãn vô lễ mà tức giận hắn cười nhạo nói ta là hai chân tàn tật nhưng mắt ta không mù khương thanh vãn ngẩng người nhìn theo ánh mắt của người đàn ông mới phát hiện tay cô còn khoác lên đùi người đàn ông thẩm đình ngọc ý tứ không rõ nói như thế nào là đặc thù phục vụ làm thói quen khống chế không ngừng tay Ta là vị hôn thê của cháu trai ngươi, nhưng là ngươi lại hai lần ba lượt dùng loại lời này đến vũ nhục ta." Khương Thanh vãn thanh âm dừng lại, nàng nâng mắt nhìn nam nhân, sợ hãi chen ngực, bất an nói: "Tiểu thúc, ngươi sẽ không phải đối với ta có cái gì không nên có ý nghĩ đi?" Thanh âm của nàng mềm mại, âm cuối còn mang theo hơi run rẩy, giống như một đóa hoa trắng nhỏ rung lẩy bẩy trong gió lạnh, tự dưng làm cho người ta sinh ra triều mến cùng với dục vọng phá hoại đôi mắt thẩm đình ngọc tối sầm lại. Đấy lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại bạo ngược cảm xúc, muốn giơ tay đem đóa này am hiểu ngụy trang tiểu bạch hoa hung hăng bóp nát, để cho nàng lộ ra kim tiên giống như sắc bén nhị hoa, sau đó. Ngón tay thẩm đình ngọc nắm Phật châu mạnh mẽ dùng sức. Khương Thanh Vãn chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông rối loạn trong chớp mắt, cô theo bản năng nâng đôi mắt lên. Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân vô cùng lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng nhàn nhạt khương thanh vãn chớp chớp mắt trong lòng âm thầm suy đoán người đàn ông nhất định là bị lời vừa rồi của cô làm cho tức giận cho nên không muốn để ý đến cô chật da mặt lão nam nhân chính là mỏng trên ghế lái thẩm vệ nghe động tỉnh phía sau tuyệt không dám lên tiếng rốt cục hắn thở ra một hơi cẩn thận nhắc nhở da khương gia tới rồi khương thanh vãn xuống xe đôi mắt cô hơi cong lên cười nhu thuận lại đáng yêu cảm ơn chú đưa cháu về, muốn vào uống một ly trà không? Không cần. Đôi mắt thẩm đình ngọc u ám thâm thúy, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh hơi giơ tay, thẩm vệ nhận được mệnh lệnh, lái xe rời đi. Khương Thanh vãn nhún vai, đi vào Khương Gia. Lúc cô đi vào, người Khương Gia đang ăn cơm tối. Một nhà ba người ngồi vây quanh bàn ăn, bộ dáng vui vẻ hòa thuận. Nhìn thấy cô trở về, nụ cười của mọi người đều nhạt đi vài phần. Khương Doanh Tuyết Thanh âm bén nhọn trào phúng nói. Sao ngươi lại trở về? Sẽ không phải là bị thẩm gia trả lại hàng chứ? Chương 6 Càng hợp khẩu vị của nàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Khương Kiến An nghe vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống, chuyện gì xảy ra? Thẩm gia đã đồng ý đầu tư cho Khương Thị, nếu hôn sự này xảy ra vấn đề, đáy mắt Khương Thanh vãn hiện lên một đạo trào phúng, Thanh âm mềm mại nói. Phụ thân, hôn kỳ của con và thẩm gia đã định ra, ngay tại ba tháng sau. Cho nên con trở về trước. Khương Kiến An biểu tình hòa hoãn, không mặn không nhạt nói. Nếu hôn sự đã định ra, mấy ngày nay con thành thật ở nhà, chờ thẩm gia cưới con qua cửa. Được. Khương Thanh vãn ngoan ngoãn đáp một tiếng. Khương Kiến An nhìn Khương Thanh vãn chất phát khiếp đảm, trong lòng càng không vui anh xua tay nói được rồi đừng ở đây nữa em về phòng nghỉ ngơi đi khương thanh vãn vẫn đứng yên nàng như là cố lấy dũng khí lớn tiếng nói phụ thân ta có thể hay không đổi phòng đổi phòng khương kiến an sửng sốt khương thanh gật đầu muộn một chút ngập ngừng nói phòng khương gia an bài cho ta là một gian phòng người hầu ta ngược lại không sao cả dù sao ta ở nông thôn đã quen, cũng không so đo những thứ này. Chỉ là... Cô khẽ cắn môi, đáy mắt mơ hồ mang theo vài phần lo lắng, em lo lắng, nếu thẩm gia biết em ở phòng người giúp việc Khương gia, sẽ hiểu lầm anh hà khác với em. Khương Kiến An nghe vậy, lông mày hung hăng nhảy dựng, tức giận chất vấn. gian phòng này là ai an bài? Tuy rằng trong lòng hắn quả thật không quá thích nữ nhi này, nhưng là hắn từ trước đến nay quan tâm thanh danh, hắn quyết không thể bởi vì điểm ấy bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, mà để cho thanh danh của hắn bị hao tổn. Trình Tố Quyên nắm chặt khăn trong tay, móng tay được cắt tỉa tinh xảo gần như lún sâu vào trong thịt. Nàng trầm mặt, nháy mắt với trương quản gia bên cạnh. Trương quản gia mồ hôi rồng rồng đứng ra, kiên trì nói. Lão gia, là ta an bài. Trong nhà không có phòng trống, cho nên ta chỉ có thể an bài đại tiểu thư ở chỗ này khương kiến an cau mày thật chặt không vui hỏi sáng sớm trước kia gian phòng đâu cái này trương quản gia không biết nên trả lời như thế nào theo bản năng nhìn về phía trình tố quyên đồ vô dụng đáy mắt trình tố quyên hiện lên một tia tức giận trên mặt lại là một bộ ôn nhu ôn nhu kiến an từ sáng sớm sau khi đi nông thôn phòng của cô ấy liền trống không sau đó quần áo doanh tuyết quá nhiều không bỏ xuống được muốn phòng sáng hôm sau làm phòng tạp vật em nghĩ phòng kia trống cũng là trống không liền cho doanh tuyết khương kiến an hít một hơi thật sâu dặn dò trương quản gia thu dọn phòng ra ngoài để tối mai ở khương doanh tuyết trợn tròn mắt vậy quần áo của ta để ở đâu khương kiến an mí mắt cũng không nâng một chút không chút do dự nói đây không phải là có một gian phòng người giúp việc trống sao quần áo của ngươi bỏ vào phòng người giúp việc trước khương doanh tuyết tức giận đến tái mặt Khương Thanh Vãn đáng giận này, cô quả thực là một ngôi sao chổi. Cô vừa trở về liền nháo đến trong nhà không được an bình, còn cướp hết quần áo phòng ngủ của cô. Khương Thanh Vãn giống như Khương Doanh Tuyết là bị dọa đến bình thường, nhỏ giọng nói. Mùi mùi, ngươi có phải hay không tức giận? Đều là ta không tốt, ta đây liền cùng phụ thân nói, ta còn ở người hầu phòng là được. Trình Tố Quyên nheo mắt, sợ cô lại đi tìm Khương Kiến An nói lung tung gì đó, vội vàng nháy mắt với Khương Doanh Tuyết. Khương Doanh Tuyết nắm chặt bàn tay, miễn cưỡng nặng ra khuôn mặt tươi cười, không tình không muốn nói. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, đây vốn là phòng của ngươi, ta làm sao sẽ tức giận đây? Khương Thanh vãn như thở phào nhẹ nhõm, nếu em gái không tức giận, anh yên tâm rồi. Những lời này rơi vào trong lỗ tai Khương Doanh Tuyết, liền thành một câu thị uy sáng ngời. Khương Doanh Tuyết tức giận đến nghiến răng tiện nữ nhân đáng chết này, xem lát nữa nàng thu thập nàng như thế nào. Động tác của trương quản gia rất nhanh, chỉ chốc lát sau, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đại tiểu thư, phòng của ngài thu dọn xong rồi. Trương quản gia mới bị Khương Kiến An của trách qua, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Khương Thanh Vãn trong ánh mắt cũng nhiều hơn vài phần kiên kỵ. Khương Thanh Vãn đi vào kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có gì không nên để lại, đáy mắt mới hiện lên một đạo hài lòng trương quản gia tuy rằng nhân phẩm không tốt nhưng làm việc coi như đáng tin cậy đóng cửa phòng cô tháo tai nghe không dây đã hết pin xuống ném sang một bên đi phòng tắm tắm rửa nhìn khuôn mặt trắng nõn vô tội trong gương khương thanh vãn khẽ cười tuy rằng vị hôn phu của nàng tương đối nhiều dầu mỡ nhưng so với thẩm định ngọc thì dễ đối phó hơn nhiều chờ khương thanh vãn tắm rửa xong đi ra màn hình điện thoại di động đặt trên bàn không ngừng lóe lên cô nhận điện thoại giọng nói lo lắng của dung cảnh từ trong ống nghe truyền ra. Chị vãn, sự tình có biến, tính vật của mẫu thân chị hình như ở trong tay thẩm đình ngọc. Khương Thanh vãn hơi thở trì trệ. Thật trùng hợp, nàng vừa mới đắc tội thẩm đình ngọc. Dung cảnh đợi nửa ngày, cũng không đợi được Khương Thanh vãn trả lời, không khỏi thúc giục. Chị vãn, chị có nghe không? Khương Thanh vãn thở ra một hơi, thanh âm bình tĩnh nói. Từ, em nói tiếp đi, anh đang nghe. Dung cảnh nói một đống lớn. Khương Thanh vãn nghe đến đau đầu, lên tiếng cắt đứt lời của hắn, ngắn gọn hỏi. Ngươi là nói, mẫu thân ta năm đó sau khi cứu trầm lão phu nhân, thẩm lão phu nhân cảm kích, định ra hôn ước giữa ta và thẩm gia, nhưng là nàng cũng không có cụ thể định ra cái nào. Dung cảnh gật gật đầu, tiếp tục nói. Bốn năm trước thẩm lão phu nhân qua đời, một ít di vật của bà, cùng với tính vật của mẫu thân ngài cùng một chỗ giao cho thẩm đình ngọc. Sau đó trầm hồng quân. Hắn dừng một chút, sợ khương thanh vãn không biết thẩm hồng quân là ai, vội vàng giải thích. Chính là cha của vị hôn phu thẩm vật thần biết được thẩm lão phu nhân để lại cho ngươi cổ phần của thẩm gia, nhất định phải kết hôn với ngươi mới có thể lấy được. Vì thế thay thẩm vật thần đoạt lấy hôn ước này. Khương thanh vãn, hủy diệt đi, nàng mệt mỏi quá nhận thấy đầu dây bên kia rơi vào trầm mặt quỷ dị, đáy mắt dung cảnh cũng không khỏi nhiễm một tia đồng tình. Anh hắn giọng, cẩn thận hỏi. Chị Vãn, chị định làm gì bây giờ? Ngón tay Khương Thanh Vãn gõ nhẹ lên mặt bàn, thần sắc bình tĩnh. Có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là kiên trì rồi. Nói thật, so với thẩm giật thần thì thẩm đình ngọc hợp khẩu vị của cô hơn. Khuôn mặt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt trần, như trích tiên, nhất là cặp kia đen trầm như mực đôi mắt, phản phất thế gian mọi chuyện đều không vào được đáy mắt của hắn. Khương Thanh vãn hăng hái nhếch khóe môi. Nàng đột nhiên có chút tò mò, thẩm đình ngọc trốt cuộc là chân chính hay giả đứng đắn. Khương Thanh vãn hít sâu một hơi, đang muốn phân phó dung cảnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Dung cảnh rất tự giác im lặng. Khương Thanh Vãn đặt điện thoại lên bàn, mở cửa. Người đứng ngoài cửa là Trương Quản gia. Chương 7 vật thần yêu nhất nữ nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Khương Thanh vãn ánh mắt lóe lên, rụt rè mở miệng gọi Trương quản gia, đã trễ thế này, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trương quản gia thanh âm cứng nhắc nói Đại tiểu thư, lão gia nói, ngươi mới từ nông thôn tới, cũng không mang theo hành lý gì, cho nên để cho ta tới đưa cho ngươi chút quần áo bên người Anh nói xong, Đưa túi sách trong tay cho Khương Thanh Vãn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Thanh Vãn tràn đầy vui sướng, nàng nheo mắt lại, vui vẻ nói, không nghĩ tới trong lòng phụ thân còn nhớ ta. Trương quản gia, phiền ngươi giúp ta cảm ơn phụ thân. Tôi sẽ. Trương quản gia gật đầu, giọng nói nghe khô khan, có chút mất tự nhiên. Trương quản gia vừa rời khỏi phòng Khương Thanh Vãn, đã bị Khương Doanh Tuyết vội vàng kéo vào trong góc. Cô lo lắng hỏi: Thế nào? Cô ấy có nhận không? Trương quản Gia gật đầu, thấp giọng nói. Đại tiểu thư rất vui vẻ. Khương Doanh Tuyết hài lòng nở nụ cười, đáy mắt ác độc cơ hồ muốn chảy ra. Mấy bộ quần áo kia nàng cố ý dùng bách thảo khô ngâm qua, chờ Khương Thanh Vãn mặc vào, độc tính kia sẽ làm cho da thịt toàn thân nàng sưng đỏ thối rửa. Khương Thanh Vãn không phải thích mặc quần áo của cô sao? Ha ha! Nàng để cho nàng mặc cũng không biết, chờ sau khi cô ăn mặc đến da thịt toàn thân thối rửa, còn có thể vui vẻ hay không. Trong phòng, Khương Thanh vãn tiện tay đem trương quản gia cho túi sách ném qua một bên, cầm lấy đặt ở trên bàn điện thoại di động. Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp tục, dung cảnh hiển nhiên là nghe được Khương Thanh vãn cùng trương quản gia đối thoại, chép miệng cảm khái nói. Chị vãn, không nghĩ tới cái kia tra cha, cha đối với chị không tệ a à, còn đặc biệt đưa cho chị quần áo bên người khương thanh vãn cười nhạo một tiếng thanh âm miễn cưỡng nói ngươi đã thích như vậy cô đương nhiên không bỏ qua khi trương quản gia đem túi sách đưa cho cô bộ dáng tránh không kịp kia giống như bên trong có một quả bom hẹn giờ cô không cần nghĩ cũng biết những bộ quần áo này khẳng định có vấn đề khương kiến an sẽ không làm khó dễ không có ý nghĩa này đoán chừng là em gái tốt kia của cô lại tặng cho cô kinh hỷ gì đó đi dung cảnh phẫn nộ ngậm miệng Khương Thanh Vãn xoa xoa mi tâm đau nhất, lạnh giọng phân phó. Ngươi điều tra tư liệu thẩm gia một lần nữa, mau chóng gửi tin tức cụ thể của thẩm Đình Ngọc cho ta. Nàng phải suy nghĩ thật kỹ, nên tiếp cận thẩm Đình Ngọc như thế nào, lấy được tính vật của mẫu thân. Vâng, chị Vãn. Dung cảnh lên tiếng, nhanh chóng cúp điện thoại, giống như sợ Khương Thanh Vãn muốn ép buộc anh mặc những bộ quần áo kia. Khương Thanh Vãn vừa mới chuẩn bị sấy tóc, điện thoại di động đột nhiên rung lên một tiếng, một tin nhắn gửi tới là tin nhắn thẩm vật thần gửi tới hẹn cô ngày mai đến quán cà phê gặp mặt. Ánh mắt cô lóe lên, rất nhanh trả lời một tin nhắn, đồng ý đến chỗ hẹn. Thổi khô tóc, Khương Thanh Vãn không có mặt Trương Quản Gia đưa tới quần áo, nàng trực tiếp từ trong túi hành lý lấy ra một kiện chính mình áo ngủ thay đổi đi lên. Khương Thanh Vãn vốn cho rằng nàng trở lại Khương Gia sẽ không ngủ được, nhưng mà nằm ở trên giường cảm giác quen thuộc lan tràn mà lên, nàng phản phất trở lại lúc mẫu thân còn sống. Cô ngáp một cái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng với cơn buồn ngủ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Khương Thanh vãn chuẩn bị ra cửa, ánh mắt xẹt qua túi sách bị cô vứt ở một bên. Ánh mắt nàng lóe lên, cố ý đem quần áo lấy ra, làm ra một bộ bị xuyên qua giả tượng sau, mới đi ra khỏi phòng. Chờ sau khi cô rời đi, trương quản gia lặng lẽ vào phòng lúc khương thanh vãn xuống lầu khương doanh tuyết đang ăn sáng trên bàn cơm khương gia người hầu lưu thẩm thấy khương thanh vãn tới khách khí hỏi đại tiểu thư ngài muốn ăn chút gì khương thanh vãn nhìn thoáng qua bàn ăn sợ hãi rụt rè nói ta ăn giống mùi mùi là được làm phiền ngươi khương doanh tuyết nhìn bộ dáng khó coi của khương thanh vãn không khỏi cười lạnh một tiếng trong ánh mắt càng thêm vài phần khinh bỉ Thím Lưu rất nhanh bưng bữa sáng của Khương Thanh Vãn lên bàn ăn. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền nhạy cảm nhận được Khương Doanh Tuyết bên cạnh lặng lẽ liếc mắt, dùng ánh mắt tự cho là bí ẩn đánh giá nàng. Trong đôi mắt kia tràn ngập hưng phấn cùng với ác độc không chút che giấu, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì trên người nàng. Khương Thanh Vãn hơi nhướng mày, cố ý dùng thấp thỏm bất an ngữ khí nói: "Muội muội, ngươi đang nhìn cái gì a?" À? Khương Doanh Tuyết hung hăng trừng nàng một cái tức giận hồi đáp ngươi quản ta đang nhìn cái gì còn nữa ai đang nhìn ngươi bất ở nơi đó tự làm đa tình đáng chết trên người khương thanh vãn sao còn chưa có phản ứng chẳng lẽ là thời gian quá ngắn dược hiệu còn chưa đủ sao cô có chút phiền não nhíu nhíu mày quyết định nhẫn nại chờ thêm vài ngày nữa xem khương thanh vãn vừa mới cầm lấy đũa chuẩn bị ăn điểm tâm đã thấy một bên khương doanh tuyết đột nhiên đứng lên mạnh mẽ đẩy ra trước mặt bát đũa. Nàng hừ lạnh một tiếng, thần sắc không vui nói. Cùng loại nông dân như ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm thật sự là bại khẩu vị, chính ngươi từ từ ăn đi. Khương Thanh vãn nhìn Khương Doanh Tuyết rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ nheo mắt lại, trên mặt lại là một bộ mờ mịt vô tội bộ dáng, cái kia. Mùi mùi giống như tức giận, ta có phải hay không 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 cẩn thận nói sai cái gì? Nàng tuy rằng vừa tới Khương Gia chưa được mấy năm, nhưng cũng nghe qua không ít chuyện bát quái của Khương Gia. Vị đại tiểu thư Khương Gia này thật đúng là thảm, rõ ràng là nữ nhi nguyên phối, lại bị nữ nhi tiểu tam đè ở trên đầu khi dễ. Sau khi mẹ ruột chết, trực tiếp bị trình tố quyên đuổi tới quê hương, còn mỹ danh là giúp Khương Gia xem tổ trạch, cầu phúc cho phu nhân đã chết. Nhưng ai mà không biết chút tâm tư này của trình tố quyên? Đơn giản là nhìn nữ nhi của nguyên phối chướng mắt mà thôi nhưng thím lưu dù sao cũng là người hầu, không thể nói xấu chủ gia, bà chỉ có thể nhỏ giọng an ủi. Đại tiểu thư, người không cần suy nghĩ nhiều, doanh tuyết tiểu thư chính là tính tình này. Khương Thanh vãn nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là trong đôi mắt hơi rũ xuống, mơ hồ lộ ra vài phần mất mát. Thím lưu thở dài một hơi, cũng không dám nhiều lời. Ăn xong bữa sáng, Khương Thanh vãn dựa theo ngày hôm qua thẩm giật thần gửi tới địa chỉ, đi hẹn trước quán cà phê đã qua thời gian ước định, thẩm giật thần lại chậm chạp không tới. Khương Thanh Vãn nhíu mày, vừa định gọi điện thoại cho thẩm giật thần, trước mắt lại có một bóng dáng. Mặc một thân thuần trắng váy liền áo nữ nhân ngồi ở đối diện của nàng, khuôn mặt kia tuy rằng không phải cực đẹp, nhưng cũng tiểu gia bích ngọc dịu dàng động lòng người. Nhất là khí chất ôn nhu yếu ớt kia, khiến Khương Thanh Vãn cảm thấy quen thuộc. Tối hôm qua lúc cô soi gương, cô trong gương, hình như cũng là phong cách này mà lúc này, nữ nhân đang không chút kiên dè đánh giá nàng, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thanh Vãn, nàng nhẹ nhàng cắn môi, đáy mắt hiện lên một đạo ghen tị. Cô chính là Khương Thanh Vãn đúng không? Tôi nghĩ cô hẳn đã nghe nói qua tên tôi. Tôi là Tần Vũ Vi, là người phụ nữ giật thần yêu nhất. Cô hơi nâng cầm lên, giọng nói mang theo vài phần cao ngạo, cùng với khinh thường Khương Thanh Vãn. Chương 8 Này liền không thể trang tiếp, bạn đang nghe tại truyện chấm audio khương thanh vãn hơi ngẩn ra đẩy mắt chợt hiện lên một tia sáng tỏ thì ra là tần vũ vi cho nên đây là tới tìm cô thị uy sao cô có chút hứng thú nhướng mày trên mặt lại là một bộ rụt rè tần tiểu thư xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì sao khương thanh vãn vừa mở miệng này một cổ làm cho người quen thuộc bạch liên hoa vị để tần vũ vi sắc mặt hơi đổi cô lặng lẽ siết chặt bàn tay chậm rãi mở miệng nói. Khương Tiểu Thư, tôi nghĩ thẩm gia đã nói cho cô biết rồi, tôi và giật thần quen biết mười mấy năm rồi, anh ấy nói tôi là người phụ nữ duy nhất anh ấy từng yêu, anh ấy đã hứa sẽ cưới tôi. Cô hít sâu một hơi, trong giọng nói mơ hồ lộ ra vài phần quỷ khuất, tôi có thể mời anh rời khỏi giật thần, trả anh ấy lại cho tôi không? Nhưng mà, biểu tình trên mặt Khương Thanh Vãn so với cô càng quỷ khuất hơn. Cô khẽ cắn môi, khóe mắt trưng rưng, rưng tần tiểu thư, thật ra tôi cũng bị ép buộc. Tôi căn bản không muốn gả cho thẩm giật thần, nhưng thẩm gia đại nghiệp đại, tôi căn bản không phản kháng được. Khương Thanh vãn miếm môi, nhìn về phía tần vũ vi trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi, tần tiểu thư, ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ thẩm giật thần sao? Tần vũ vi sắc mặt cứng đờ. Nếu nàng có thể khuyên thẩm giật thần giải trừ hôn ước, nàng còn đến mức hôm nay hẹn Khương Thanh ra ngoài gặp mặt cô và thẩm dật thần đã cãi nhau nhiều lần nhưng không biết vì sao trước kia cô đưa ra yêu cầu gì cũng sẽ thỏa mãn thẩm dật thần lần này lại hiếm khi cự tuyệt cô hơn nữa kiên quyết bày tỏ nhất định phải kết hôn với khương thanh vãn tần vũ vi ánh mắt đảo qua khương thanh vãn cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt lúc ánh mắt tối nghĩa vài phần nàng kéo mặt xuống lạnh lùng nói khương thanh vãn chúng ta mở rộng cửa sổ máy nói thẳng đi người rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới nguyện ý rời khỏi giật thần. Khương Thanh vãn biểu môi, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nàng vốn còn tưởng rằng tần vũ vi này thủ đoạn cao bao nhiêu đây. Cái này không chứa nổi nữa. Khương Thanh vãn có chút nghi hoặc chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nói. Tần tiểu thư, tại sao cô lại cho tôi tiền? Vừa rồi không phải cô đã nói rồi sao? Nếu thẩm giật thần yêu cô như vậy, nhất định sẽ vì cô và tôi mà giải trừ hôn ước. Khương Thanh Vãn kia tràn ngập chân thành lời nói, rơi vào Tần Vũ Vi trong lỗ tai, lại phản phất thành cười nhạo. Tần Vũ Vi nhất thời thay đổi sắc mặt, trong thanh âm lộ ra vài phần tức giận, tiện nhân, ta khuyên ngươi thức thời điểm, chủ động cầm tiền cút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Khương Thanh Vãn bị Tần Vũ Vi trước mắt đột nhiên trở nên hung thần ác sát làm cho hoảng sợ. Nàng run rẩy ngước mắt lên, đáng thương hề hề mở miệng nói. Nhưng mà, hôn ước này không phải do ta định đoạt a à. con tiện nhân này còn ở chỗ này giả bộ tần vũ vi nhìn không được giơ tay lên liền hung hăng hướng về phía khương thanh vãn mặt tác đi khương thanh vãn kinh hô một tiếng nhắm mắt lại theo bản năng liền hướng bên cạnh trốn mũi chân lại không cẩn thận đụng phải cái bàn tần vũ vi đang muốn nhào tới đánh khương thanh vãn bụng lại bị cái bàn đụng một cái a à, cô hét thảm một tiếng cả người giống như gà con cất cánh từ trên mặt bàn bay ra ngoài. Sau đó, mông hung hăng rơi xuống đất, ngã một cái đại mã nằm úp sấp. Ngay cả giày cao gót trên chân cũng quệt gót. Tần Vũ Vi ngã sắp xuống lúc trận thế quá mức dọa người, Khương Thanh vãn rụt cổ, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Cô nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Tần Tiểu Thư, cô không sao chứ? Căm miệng, đồ đê tiện. Tần Vũ Vi ông cái mông bị ngã đau, đau đến nhe răng trận mắt cả khuôn mặt nàng đều vặn vẹo thành một đoàn, không còn dịu dàng động lòng người như lúc đầu, có vẻ xấu xí không chịu nổi. Khương Thanh Vãn có chút không biết làm sao, nàng muốn đi đỡ Tần Vũ Vi đứng lên, rồi lại bị nàng dọa đến không dám tiến lên. Tần Vũ Vi thử nhiều lần, đều không thành công từ trên mặt đất đứng lên. Nàng không ngừng giãy dụa, cả người giống như một con rùa lật mai, thoạt nhìn càng chật vật. Tần Vũ Vi đau đến hít vào một hơi khí lạnh, Nàng căm tức nhìn Khương Thanh Vãn, hung tợn nói: "Tiện nhân, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì?" Khương Thanh Vãn lại đứng không nhúc nhích, nàng quay đầu nhìn về bốn phía, có chút nghi hoặc nói: "Tần tiểu thư, ta nhìn một chút, nơi này không có tiện nhân a, ngươi rốt cuộc lại gọi ai a?" Tần Vũ Vi nghẹn lời, bị Khương Thanh Vãn chặn không nói ra lời. "A a a a a." "Con tiện nhân chết tiệt này, cô nhất định là cố ý!" nhưng mà, để cho nàng hảo thanh tức giận mời Khương Thanh vãn đỡ nàng đứng lên, nàng căn bản làm không được. Xem ra tần tiểu thư không cần hỗ trợ. Khương Thanh vãn tìm một chỗ trống, đang muốn ngồi xuống, phía sau đột nhiên có tiếng chuông gió. Cửa quán cà phê bị đẩy ra. Thẩm vệ đẩy thẩm đình ngọc từ ngoài cửa đi vào. Ánh mặt trời chiếu lên người nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng cứng trắng kia phản phất cũng ôn hòa vài phần, hiện ra ấm áp nhàn nhạt nhìn thẩm đình ngọc đột nhiên xuất hiện khương thanh vãn ngẩn người khóe môi rất nhanh nhếch lên ý cười tiểu thúc thẩm đình ngọc nhìn khương thanh vãn hơi ngẩn ra sau đó đôi mắt tối sầm lại sao ngươi lại ở đây khương thanh vãn còn chưa mở miệng phía sau đã truyền đến giọng nói kích động của tần vũ vi chú chú mau tới giúp cháu con đàn bà đê tiện này khi dễ cháu đáy mắt khương thanh vãn hiện lên một đạo lãnh ý trên mặt lại là một bộ bối rối lúng cuống tiểu thúc con không có. Thẩm Đình Ngọc nhìn Tần Vũ Vi, thần sắc hơi lạnh. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Tần Tiểu Thư, tôi nghĩ với quan hệ của chúng ta, cô không nên gọi tôi là chú. Tần Vũ Vi sắc mặt cứng đờ. Thẩm Đình Ngọc nhìn về phía Khương Thanh Vãn, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ, nói đi, chuyện gì xảy ra. Khương Thanh Vãn hít mũi, đem chuyện vừa rồi một năm một mười nói ra, Tần Tiểu Thư tìm được tôi, bảo tôi rời khỏi thẩm giật thần, tôi cự tuyệt cô ấy, cô ấy liền tức giận muốn đánh tôi. Cô dừng một chút, ngữ khí vô tội nói. Sau đó cô ấy không cẩn thận đụng vào bàn, liền. Bay ra ngoài. Phốc suy. Có lẽ là Khương Thanh vãn miêu tả quá có cảm giác hình ảnh, thẩm vệ không nhìn được, cười ra tiếng. Thẩm Đình Ngọc hơi ngước mắt lên, không mặn không nhạt nhìn hắn một cái. Thẩm vệ vội vàng căng thẳng khóe miệng, cố gắng nín cười. Thẩm Đình Ngọc đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ Vi, thần sắc nhàn nhạt hỏi. Là như vậy sao? Ta. Tần Vũ Vi oán hận cắn răng, vốn định giáo biện, bên tai lại truyền đến thẩm vệ thanh âm. Dạ, ta nhớ rõ quán cà phê này có giám sát, nếu không ta đi điều tra một chút giám sát. Tần Vũ Vi sắc mặt chợt biến đổi, không cần. Nàng vừa rồi ngã sắp xuống bộ dáng quá chật vật, nếu là bị thẩm đình ngọc nhìn thấy, vậy mặt mũi của nàng không phải mất hết rồi sao tần vũ vi ở thẩm vệ đỡ xuống rốt cục từ trên mặt đất đứng lên cô hung hăng trừng khương thanh vãn một cái biểu môi rời đi ánh mắt lạnh nhạt của thẩm đình ngọc rơi vào trên người khương thanh vãn tiểu thúc con đau khương thanh vãn ủy khuất hít mũi hướng về phía thẩm đình ngọc bày ra vết thương của nàng vừa rồi tần vũ vi từ trên bàn bay ra ngoài thời điểm móng tay không cẩn thận lau đến mu bàn tay của nàng, để lại một đạo nhật nhạt dấu ấn. Tình huống đặc biệt nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng trị liệu, đạo ấn này sẽ khép lại. Chương 9 Không hiểu phong tình lão nam nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thẩm Đình Ngọc nhìn vết thương nhật nhạt này, trầm mặt thật lâu. Khương Thanh vãn giơ tay nhanh chóng mỏi như, người đàn ông trước mắt lại không có nửa điểm phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng nhàn nhạt, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Chật, lão nam nhân thật sự là không có ý nghĩa. Cô vụn trộm biểu môi, vừa định buông tay xuống, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt. Nhiệt độ bàn tay nam nhân xuyên thấu qua da cổ tay nàng, cơ hồ muốn thẩm thấu vào trong máu thịt của nàng. Khương Thanh vãn hoảng sợ, theo bản năng muốn thu tay lại. Nhưng không thành công. Thẩm Đình Ngọc hơi nâng đôi mắt lên, khóe môi gợi lên một nụ cười, không nhanh không chậm nói không phải để ta cho ngươi xem vết thương sao khương thanh vãn khẽ cắn môi nhỏ giọng nói ta cho rằng tiểu thúc chán ghét ta cho nên ừ ngươi nghĩ không sai thẩm đình ngọc thản nhiên mở miệng khương thanh vãn thẩm đình ngọc chuyển mắt nhìn thẩm vệ lạnh giọng dặn dò đi mua thuốc nhanh lên không phải động tác nhanh lên sao nếu trễ hơn nữa vết thương của Khương Tiểu Thư đều phải khép lại. Thẩm vệ ở trong lòng yên lặng chăm chọc, trên mặt lại là một bộ nghiêm túc, vâng, da. Dạ. Tuy rằng hắn không biết chủ tử nhà mình vì cái gì muốn cùng Khương Tiểu Thư chơi, nhưng là hắn tin tưởng chủ tử làm bất cứ chuyện gì đều có ý đồ của hắn. Thẩm vệ rất nhanh liền đem thuốc mua về. Thẩm Đình Ngọc mở bình dưỡng khí ra, dùng tăm bông thấm vào vết thương khử trùng cho Khương Thanh Vãn. Nhiệt độ lạnh lẽo của oxy kết kèm theo cảm giác đau đớn, lan tràn trên vết thương. Khương Thanh Vãn khẽ hô một tiếng, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lại, tiểu thúc, ngươi nhẹ một chút, đau quá. Thẩm Đình Ngọc nắm chặt ngón tay nàng, đột nhiên mở miệng nói. Ta lúc trước nghe nói, ngươi những năm này một mực ở nông thôn. Khương Thanh Vãn mờ mịt nhìn Thẩm Đình Ngọc, có chút không rõ vì sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này. Thẩm Đình Ngọc ý tứ không rõ nở nụ cười, một cái ở nông thôn làm quen việc nhà nông người, có yếu ớt như vậy. Khương Thanh vãn giật mình, đẩy mắt nhanh chóng hiện lên một tia bối rối. Nàng khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói. Tiểu thúc, ta trời sinh tương đối sợ đau. Nhìn ra được, ngươi quả thật rất sợ đau. Thẩm đình ngọc thờ ơ dán vết thương lên người nàng, sau đó buông cổ tay nàng ra. Trên làn da tựa hồ còn lưu lại độ ấm lòng bàn tay nam nhân, Khương Thanh vãn miếm môi, nhẹ giọng nói. Tiểu thúc, cảm ơn ngươi vừa rồi cho ta giải vây, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Nàng nói xong, giơ tay lên vỗ vỗ ngực, bộ dáng chưa hoàn hồn. Không biết làm sao bây giờ? Ta thấy ngươi rất có biện pháp. Thẩm Đình Ngọc lười biến mở miệng. Khương Thanh vạn chớp chớp mắt, đáy mắt tràn đầy mờ mịt, chú, chú đang nói cái gì? Vì sao? Cháu nghe không hiểu thẩm đình ngọc cổ quái cười cười đột nhiên đem môi tiếng đến bên tai của nàng nhẹ giọng nói tiểu hồ ly ngươi nói cái bàn kia là nàng không cẩn thận đụng ngã hay là ngươi cố ý đá ngã tiếng hít thở của người đàn ông khi nói chuyện thổi vào tai nổi lên từng đợt ngứa ngáy khương thanh vãn theo bản năng rụt cổ nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân trên mặt của nàng lại không có nửa điểm bối rối ngược lại ngữ khí vô tội hỏi kia tiểu thúc sẽ đi cùng vị hôn phu của ta cáo trạng sao vậy phải xem biểu hiện của ngươi thẩm đình ngọc chậm rãi mở miệng ngón tay khương thanh vãn nắm chặt làng váy biểu tình trên mặt thấp thỏm lo âu trong giọng nói lại mềm nhũng không hiểu có chút câu người chúng muốn cháu biểu hiện thế nào đây thẩm đình ngọc đột nhiên giơ tay lên đầu ngón tay xẹt qua vành tai nàng nổi lên cảm giác mềm mại tê dại khương thanh vãn có chút khẩn trương ngẩn đầu đã thấy người đàn ông đột nhiên đặt tay lên vai cô, sau đó dùng sức. Cô bị người đàn ông đè lên ghế. Bên tai là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nam nhân. "Ngồi yên, đừng nổi sóng." Khương Thanh Vãn ngây ngẩn cả người. Thẩm Đình Ngọc nhìn nàng một cái, thờ ơ nói: "Ta vào bên trong nói chút chuyện, ngươi tự mình chơi một lát, chờ ta đi ra." Khương Thanh Vãn nhìn bóng lưng người đàn ông không chút do dự rời đi thật lâu không tỉnh táo lại. Lão nam nhân không hiểu phong tình này. Thẩm Vệ đẩy Thẩm Đình Ngọc đi về phía ghế lô. Hắn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng của chủ tử, cuối cùng vẫn nhìn không được mở miệng nói. "Dạ, Khương tiểu thư dù sao cũng là vị hôn thê của giật thần thiếu gia." Thẩm Vệ. Thẩm Đình Ngọc đột nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng nói không có nửa điểm ấm áp, "Ngươi nói nhiều quá." "Vâng, dạ." Thẩm Vệ lập tức im lặng không dám nhiều lời. Thẩm Đình Ngọc nói xong đi ra, vừa nhìn liền thấy thân ảnh mảnh khảnh ngồi bên cửa sổ. Khương Thanh vãn chán đến chết quấy cà phê trong tay, trước mặt là mấy cái đĩa đồ ngọt trống không, hiển nhiên chờ hắn thật lâu. Nhìn thấy Thẩm Đình Ngọc, Khương Thanh vãn biểu môi, tức giận nói. Tiểu thúc, ngài lão nhân gia rốt cục cam lòng đi ra. Giọng nói của nàng không còn khúng núng như lúc trước, nhưng lại có thêm vài phần kiêu ngạo giống như là một con tiểu hồ ly vương ra móng vuốt mềm mại hướng chủ nhân phát tiết bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp kia cũng sinh động minh diễm vài phần. Ngươi còn ở đây? Đấy mắt thẩm đình ngọc hiện lên một đạo ngoài ý muốn. Khương Thanh Vãn Nhu Thuận nói. Tiểu Thúc, ngươi không phải bảo ta chờ ngươi sao? Ta vẫn luôn ở ngoan ngoãn chờ ngươi Nga, ngươi xem ta biểu hiện có phải hay không rất tốt. Đúng vậy. Thẩm Đình Ngọc gật đầu khương thanh vãn cắn cắn môi có chút sợ hãi hỏi ta biểu hiện tốt như vậy tiểu thúc ngươi sẽ không đi cùng ta vị hôn phu cáo trạng đi sẽ không thẩm đình ngọc đột nhiên cảm thấy tiểu hồ ly này giả vờ sợ hãi có chút buồn cười khương thanh vãn vỗ vỗ ngực làm như thở phào nhẹ nhõm lông mi cô run rẩy làm như có chút ngượng ngùng giọng nói mềm mại mở miệng nói chú có thể phiền chú thanh toán cho cháu không trên người cháu không có tiền, người của quán cà phê không cho cháu đi. Thẩm Đình Ngọc nhìn thiếu nữ ngây thơ vô tội trước mặt, trầm mặt. Cho nên, mục đích cô chờ anh, rốt cuộc là sợ anh sẽ tố cáo, hay là bởi vì đơn thuần không có tiền tính tiền. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với tiểu hồ ly này, sợ rằng đại khái sẽ là vế sau. Thẩm Đình Ngọc hơi giơ tay. Thẩm vệ chủ động đi tới quầy thu ngân, thay Khương Thanh vãn thanh toán. Khương Thanh vãn công mắt, khóe môi tươi cười nhu thuận đáng yêu chú chú thật tốt thẩm đình ngọc cười nhạo một tiếng từ chối cho ý kiến lời nói ra từ miệng tiểu hồ ly này ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể tin thẩm vệ tính tiền xong trở về đẩy thẩm đình ngọc đi ra cửa cửa quán cà phê đóng lại anh hơi nhíu mày chỉ có thể tạm thời buông xe lăn ra mở cửa khương thanh vãn tự giác đi lên phía trước mở miệng nói để tôi đẩy thẩm vệ sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía thẩm đình ngọc. Thẩm đình ngọc thờ ơ nghịch Phật Châu trong tay, trên mặt không có biểu tình gì. Thẩm vệ lập tức hiểu ý chủ tử nhà mình, yên lặng đi qua một bên. Khương Thanh Vãn vừa đẩy Thẩm Đình Ngọc ra khỏi quán cà phê, phía sau đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Khương Thanh Vãn, cô lại cổng thẩm gia, hẹn hò với người đàn ông hoang dã. Chương 10 Ngươi sẽ bảo hộ ta chính là không phải bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khương Thanh Vãn hơi ngẩn ra, theo bản năng xoay người. Sau lưng, hai mắt Khương Doanh Tuyết chăm chú nhìn nàng, trên mặt hiện đầy hưng phấn. Cô hôm nay rảnh rỗi đến nhàm chán, đi ra ngoài dạo phố, không nghĩ tới vừa vặn bị cô bắt gặp Khương Thanh Vãn cùng nam nhân khác yêu đương vụn trộm. Khương Doanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Vãn đầy khinh bỉ. Nàng chăm chọc nói, không hổ là từ nông thôn tới tiện nhân, ánh mắt thật là kém, cùng giả nam nhân yêu đương vụn trộm cũng không tìm cái tứ chi kiện toàn người bình thường, dĩ nhiên tìm cái chết què tử. Đây là thẩm vệ lần đầu tiên nhìn thấy có người dám ở trước mặt chủ tử, nói hắn là giả nam nhân, thậm chí còn mắng hắn chết què. Hắn không nhịn được ngừng thở, không dám nhìn biểu tình trên mặt chủ tử nhà mình. Khương Thanh vãn nghe được có chút buồn cười, nàng rủ mắt nhìn nam nhân trước mặt, thanh âm mềm mại hỏi tiểu thúc, nàng nói ngươi là giả nam nhân, ngươi thấy thế nào? Thẩm Đình Ngọc nhìn nàng một cái, đôi mắt kia nhàn nhạt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Khương Doanh Tuyết không nghĩ tới Khương Thanh Vãn lại kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt nàng, còn dám cùng giả nam nhân tiếp tục liếc mắt đưa tình. Cô trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chụp vài tấm ảnh với hai người. Khương Doanh Tuyết đắc ý nhất khóe miệng, vẻ mặt hưng phấn nói. Khương Thanh Vãn, ngươi xong rồi ta muốn đem chuyện này nói cho thẩm gia, bọn họ nhất định sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Khương Thanh vãn hăng hái nhướng mày, trên mặt trước phối hợp hiện ra cảm xúc sợ hãi, em gái, không thể. Nàng hoảng loạn hướng Khương Doanh Tuyết đi tới, tự hồ là muốn cướp đi điện thoại di động của nàng. Khương Doanh Tuyết đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, nàng ôm điện thoại di động, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, nhanh như chấp chạy. Khương Thanh vãn nhìn bóng lưng Khương Doanh Tuyết nghênh ngang rời đi, lông mi run rẩy, thấp thỏm bất an hỏi tiểu thúc làm sao bây giờ chuyện chúng ta yêu đương vụng trộm sắp bị thẩm gia phát hiện thẩm vệ bị khương thanh vãn lớn mật lời nói hoảng sợ vội vàng nói khương tiểu thư xin cẩn thận biểu tình trên mặt khương thanh vãn rất vô tội nhưng khương doanh tuyết nói chúng ta yêu đương vụng trộm a à? nàng chuyển mắt nhìn về phía thẩm đình ngọc trên mặt một bộ đáng thương hề hề tiểu thúc Hiện tại Khương Doanh Tuyết đã đi tìm thẩm gia cáo trạng, nếu thẩm gia thật sự truy cứu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Đình Ngọc lạnh lùng nhìn tiểu hồ ly trước mặt diễn trò, khóe môi đột nhiên cong lên, ngươi cảm thấy thế nào? Đôi mắt Khương Thanh Vãn lóe lên, trong mắt tràn ngập mong mỏi, chú, chú sẽ bảo vệ cháu đúng không? Thẩm vệ nặng nề ho khan một tiếng, cắt đứt lời Khương Thanh Vãn. Hắn khô khan mở miệng nói, "Khương tiểu thư, cô cứ yên tâm." không nói cô và gia căn bản không có yêu đương vụn trộm cho dù hai người thật sự yêu đương vụn trộm thẩm gia cũng sẽ không có người dám truy cứu hả thật sao khương thanh vãn không nhịn được nhìn về phía thẩm đình ngọc giọng thẩm đình ngọc nặng nề hiện lên một tia lạnh ý thẩm vệ ngươi nói nhiều quá thẩm vệ yên lặng nằm miệng lại trở về đi thẩm đình ngọc lạnh lùng mở miệng thẩm vệ lên tiếng nhanh chóng mở cửa xe, đẩy Thẩm Đình Ngọc lên xe. Thấy Khương Thanh Vãn còn đứng tại chỗ, Thẩm Đình Ngọc thản nhiên mở miệng nói. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Cảm ơn chú. Khương Thanh Vãn ngọc ngào mở miệng, vô cùng tự giác ngồi lên xe. Thẩm Đình Ngọc đưa Khương Thanh Vãn đến Khương Gia. Khương Thanh Vãn vừa muốn xuống xe, lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng nhẹ nhàng mím môi, dường như có chút ngượng ngùng hỏi. Tiểu thúc, ta có thể hỏi ngươi muốn cái phương thức liên lạc sao? Thẩm Đình Ngọc nhìn nàng thật sâu, báo ra một dãy số. Khương Thanh Vãn ghi lại số điện thoại, giọng nói mềm mại nói. Cảm ơn chú đưa cháu về. Khương Thanh Vãn xuống xe, đi vào Khương Gia. Trong phòng khách Khương Gia, Khương Kiến An và Khương Doanh Tuyết đã ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Khương Thanh Vãn tiến vào, Khương Kiến An trầm mặt, tức giận quát. Nghiệt nữ, ngươi còn dám trở về khóe môi Khương Doanh Tuyết mang theo nụ cười vui sướng khi người gặp hòa, một bộ dáng xem kịch vui. Khương Kiến An đáy mắt tràn đầy lửa giận, hắn rít gào nói: "Khương Thanh Vãn, ngươi có biết hay không ngươi đã cùng thẩm gia đính hôn, ngươi vậy mà còn ở bên ngoài tìm giả nam nhân." Khương Thanh Vãn lắc đầu, nhỏ giọng giải thích nói: "Ba, con không có tìm đàn ông hoang dã, đó không phải đàn ông hoang dã, là..." Cô còn chưa nói xong, đã bị Khương Kiến An cắt đứt hắn vẻ mặt âm trầm nhìn Khương Thanh Vãn, tức giận nói. Còn nói không có, mùi mùi ngươi đều tận mắt nhìn thấy, còn chụp ảnh. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Trương quản gia vội vàng đi mở cửa. Ngoài cửa, Thẩm Đình Ngọc ngồi trên xe lăn, thần sắc lãnh đạm. Nhìn thấy Thẩm Đình Ngọc, khí diễm trên người Khương Kiến An lập tức tiêu tán. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lấy lòng, đang muốn tiến lên chào hỏi, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm chói tai bén nhọn. Khương Thanh Vãn, cô còn dám mang người đàn ông đó về nhà. Khương Kiến An ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Thẩm Đình Ngọc quanh thân tràn ngập hàng ý, nuốt một ngụm nước miếng, có chút chần chờ hỏi. Doanh Tuyết, người nói giả nam nhân, là hắn. Khương Doanh Tuyết dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng. Chính là hắn. Cô thật không ngờ, Khương Thanh Vãn lại lớn mật như vậy, gặp riêng đàn ông hoang dã thì thôi còn mang đàn ông hoang dã về nhà cô đã khẩn cấp muốn nhìn thấy bộ dáng xui xẻo của khương thanh vãn khương kiến an giơ tay lên nặng nề tát vào mặt khương doanh tuyết khương doanh tuyết che mặt không dám tin mở to hai mắt cha cha lại đánh con khương kiến an hiện tại cũng không có thời gian phản ứng khương doanh tuyết hắn cúi người xuống vẽ mặt lấy lòng bồi tội với thẩm đình ngọc thẩm gia đây đều là hiểu lầm doanh tuyết cũng có ý tốt nàng thấy khương thanh vãn ở cùng một chỗ với ngài liền lầm tưởng ngài là khương kiến an thật sự không biết xấu hổ nói ra cái từ kia hắn kéo mặt quay đầu nhìn về phía khương doanh tuyết tức giận răng dậy đồ không có ánh mắt mau tới xin lỗi thẩm gia khương doanh tuyết sững sờ đứng tại chỗ cả người đều mơ hồ vừa rồi phụ thân gọi người đàn ông này thẩm gia thẩm đình ngọc chậm rãi mở miệng nói xem ra con gái của ngươi hình như không muốn xin lỗi ta khương kiến an nhíu mày không vui thúc giục nhiệt nữ còn không mau cút qua đây khương doanh tuyết bây giờ mới biết sợ trên mặt nàng tràn đầy hoảng loạn sợ tới mức thanh âm run rẩy thẩm gia đúng không dậy nổi khương kiến an cười bồi nói thẩm gia doanh tuyết tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện không cẩn thận va chạm ngài ngài đại nhân đại lượng đừng cùng nàng so đo ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng thẩm đình ngọc đột nhiên mở miệng nói ta nhớ con gái thứ hai của ngươi chỉ nhỏ hơn con gái lớn hơn nửa tuổi khương kiến an không hiểu nhưng vẫn gật đầu phụ họa thẩm gia ngài nhớ không sai thẩm đình ngọc gật đầu ý tứ không rõ nói đúng là tuổi còn nhỏ mới hai mươi tuổi không hiểu chuyện cũng bình thường